Shop hàng Nhật Nội Địa xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2020, là ngày cuối tháng rồi. Chuẩn bị sang tháng 12. Các bác sắp Tết đến nơi, các bác có nhu cầu mà về các cái đồ gia dụng nội địa Nhật thì các bác liên hệ với em nhé. Hiện tại shop em có rất là nhiều các mặt hàng: máy lọc không khí, máy rửa bát, máy hút ẩm, máy massage, máy rửa bát, nồi cơm điện, vân vân, đũa, dao, kéo. Ở trên clip hôm nay em giới thiệu với các bác một cái con máy lọc không khí Daikin đồng hồ, lọc không khí Daikin đồng hồ tròn quá nhé. Đấy, đồng hồ tròn này các bác nhìn độ ẩm ngày hôm nay rất là thấp này, có 46% độ ẩm này, trời khô nứt này hết chân tay. Các bác nào sắm cái chiếc máy này về cho gia đình để vừa lọc không khí, những cái ngày khô này cái lượng không khí, cái bụi nó rất là nhiều. Đấy, các bác sắm cái máy lọc không khí này về cho gia đình giải quyết được rất là nhiều các cái vấn đề trong các phòng ngủ của mình. Đây là một con lọc Daikin công suất lớn, cỡ lớn các bác nhé, dùng cho các cái không gian tương đối là lớn. Con này là mã MCK70 các bác này, sản xuất năm 2012, công suất 73W này, các bác thể dùng cho phòng tối đa khoảng 50-55m². Tuy nhiên các bác dùng trong phòng ngủ lọc thì cực nhanh ạ, vì lọc cực nhanh các bác nhé. Hình thức con này nó là màu, con này màu cà phê pha với viền cột vàng, màu cà phê viền vàng. Tình trạng thì em đã đút được nguồn điện 220V bên trong rồi, công nghệ eco. Đấy, đầy đủ các chế độ lọc không khí, bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn, có hẹn giờ tắt, khóa trẻ em, các chế độ lọc. Đấy. Con này thì bên này một bên báo bụi, bên báo mùi các bác nhé. Khi nào các bác nhìn các cái đèn đây nó đỏ này, đấy thì là có bụi và mùi vấn đề trong phòng. Nay thời tiết rất là khô, chân tay nứt nẻ hết ạ. Đây, để các bác xem bên trong này. Trong này con này sử dụng công nghệ màng lọc kép, tức là sử dụng hai cột lọc tĩnh điện hai bên, bụi vào bắt buộc phải đi qua hai cột lọc tĩnh điện này, nó sẽ tiêu diệt ngay ở đây rồi. Đấy, hai cột lọc tĩnh điện hai bên, sau đó mới đi vào màng HEPA. Màng HEPA ở đây các bác nhá, em đã thay màng mới cho các bác rồi. Đấy, các bác về chỉ việc dùng thôi, màng mới dùng vài năm không phải nghĩ. Đấy, mới tinh các bác nhá. Trong này là màng than. Đấy, than khử mùi, màng lọc này lọc bụi, các cái bụi mịn 2.5. Các cái máy bình thường thì nó chỉ có cái màng HEPA này thôi, hoặc là màng lọc tĩnh điện. Nhưng mà riêng con này kết hợp cả hai màng lọc luôn. Đấy, một con kết hợp màng lọc kép cho hiệu quả lọc gấp đôi so với các máy bình thường. Riêng Daikin cái đời này nó lại như vậy, rất hiệu quả luôn ạ. Tiếp theo là các bác nhìn ở đây, thanh steamer, công nghệ steamer của Daikin, có tác dụng diệt bỏ mọi vi khuẩn nấm mốc. Đấy, tránh các cái bệnh viêm mũi dị ứng bằng thanh steamer này. Thanh này của nó thì còn rất mới này, hoạt động rất là ít. Thanh này dùng vĩnh cửu các bác nhá. Này, dùng vĩnh cửu chứ không như bên sáp, thanh ion của sáp, bên Daikin này thanh này dùng vĩnh cửu luôn. Loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn nấm mốc bằng thanh này. Đấy. Các bác tưởng rằng là phòng nhà mình sạch, nhưng mà khi các bác dùng máy lọc không khí, các bác mới thấy là phòng nhà mình rất là bẩn luôn, rất là nhiều bụi bông vải. Đấy. Rồi các cái bụi mịn bay lơ lửng, các bác nhìn qua các cái tia nắng các bác sẽ thấy. Đấy. Bên dưới này là bình nước bù ẩm. Đấy, bình nước bù ẩm con này rất là lớn nhá. Các bác những ngày khô như này các bác cho nước vào, các bác bù ẩm để tăng cái độ ẩm trong phòng lên. Tăng độ ẩm trong phòng lên các bác nhé. Đây là cái thanh, đây là cái màng tạo ẩm. Đây là màng tạo ẩm. Đây là bình nước bù ẩm. Một con máy lọc không khí của Nhật có 3-4 chức năng: lọc không khí, bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn. Rất đa năng luôn. Con này của hãng Daikin. Đấy. Tình trạng nói chung vẫn còn khá là đẹp. Con này em đang bán là 3.9 triệu, nhân ngày hôm nay cuối tháng em bớt cho các bác 200.000, là còn 3.7 triệu. Bác nào chốt luôn thì các bác alo nhé.
con máy hàng VIP đấy. Xin chào các bạn.